Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Pompeo, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines trong trường hợp xung đột Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo hôm 1 tháng 3 đảm bảo với Manila rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines nếu bị tấn công trên Biển Đông và tái khẳng định bộ quy tắc quốc phòng mà những người đứng đầu về an ninh của Manila đang tìm cách sửa đổi. Phát biểu tại một điểm dừng chân sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội với Triều Tiên, ông Pompeo nói Hiệp ước Quốc phòng chung Philippines-Hoa Kỳ 1995 sẽ được tuân thủ nếu đồng minh của Hoa Kỳ là nạn nhân của việc xâm chiếm và nêu ra rằng Trung Quốc là một mối đe dọa cho sự ổn định, các hoạt động xây dựng đảo và quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông đe dọa đến lãnh thổ an ninh và do đó là sự phát triển kinh tế của các bạn cũng như của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pompeo nói tại một cuộc họp báo ở Manila, bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào các lực lượng máy bay và tàu của Philippines ở Biển Đông sẽ khởi động các nghĩa vụ quốc phòng chung. Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Mã Lai đều có các tuyên bố chủ quyền trên hải lộ này. Một tuyến đường thủy qua đó lượng hàng hóa trị giá 3,4 nghìn tỷ đô la được giao thương hàng năm. Ngoại trưởng Pompeo nói những nước trên có trách nhiệm đảm bảo rằng những thủy lộ vô cùng quan trọng này rộng mở và Trung Quốc không thể đe dọa đóng chúng lại, thưa quý vị. Hoa Kỳ tiết lộ thêm lý do đàm phán với Triều Tiên đổ vỡ ở Việt Nam. Triều Tiên đề xuất đóng một phần khu phức hợp hạt nhân Yongpyeong để đổi lại việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, ngoại trừ các biện pháp nhắm vào các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Reuters đưa tin, trích dẫn một quan chức ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, điều nan giải mà chúng tôi phải đối mặt lúc này là Bắc Hàn không sẵn lòng ngưng hoàn toàn các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của họ. Quan chức Hoa Kỳ ẩn danh nói với các phóng viên, vì lẽ đó việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhiều tỷ đô la trên thực tế sẽ đặt chúng tôi vào vị thế trợ cấp cho việc tiếp tục phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Triều Tiên. Quan chức này nói với các phóng viên sau khi cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đổ vỡ Việt Nam, mọi chuyện là vì các biện pháp trừng phạt. Ông Trump nói sau khi các cuộc đàm phán bị cắt ngắn, về cơ bản họ muốn các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn và chúng tôi không thể làm vậy. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Bắc Hàn Ri Yong-ho sau đó nói lại tại một cuộc họp báo rằng Triều Tiên chỉ muốn dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt liên quan tới đời sống của người dân và không liên quan tới các biện pháp trừng phạt quân sự. Theo Reuters, quan chức Hoa Kỳ nói rằng hai bên cũng bất đồng về việc đóng cửa khu phức hợp hạt nhân Yongpyeong. Những gì phía Bắc Hàn đề xuất đối với chúng tôi là chuyện đóng cửa một phần khu phức hợp Yongpyeong. Quan chức Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ treo thưởng 1 triệu đô cho mạng sống con trai Bin Laden, thưa quý vị. Hoa Kỳ mới treo thưởng lên tới 1 triệu đô cho thông tin về Hamza là con trai của trùm khủng bố từng bị Hoa Kỳ triệt hạ, Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden hiện nổi lên là thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức chiến binh Hồi giáo Al-Qaeda. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong những năm gần đây, nhân vật này đã công bố các đoạn thu âm và video kêu gọi những người ủng hộ mình tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây để trả thù cho cái chết của cha mình. Các biệt kích Hoa Kỳ triệt hạ Osama Bin Laden ở Pakistan năm 2011. Trùm khủng bố này là người đã thông qua các cuộc tấn công vào Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 2001, làm gần 3.000 người thiệt mạng, theo BBC. Hamza Bin Laden, người được cho là khoảng 30 tuổi, đã bị Hoa Kỳ chính thức coi là một kẻ khủng bố quốc tế 2 năm trước. Nhân vật này đã cưới con gái của Mohammed Atta, một trong những kẻ không tặc trên một trong những chiếc máy bay thương mại sử dụng trong vụ tấn công 11 tháng 9 nhắm vào một trong các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới New York. BBC đưa tin các bức thư của Osama Bin Laden tìm thấy tại khu nhà ở Pakistan, nơi ông ta bị triệt hạ, cho thấy trùm khủng bố đã hướng dẫn Hamza, được cho là con cưng, trở thành thủ lĩnh của Al-Qaeda, thưa quý vị. Hai đơn vị của Huawei tuyên bố không có tội trước cáo buộc của Hoa Kỳ. Huawei Device Company là Huawei Device USA Inc. tuyên bố không có tội về cáo buộc gian lận và âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Hoa Kỳ và các cáo buộc khác. Và thời điểm xét xử được ấn định là tháng 3 năm 2020, Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Năm, các đơn vị của công ty Huawei Technologies của Trung Quốc đã bị khởi tố tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Seattle và Thẩm phán Liên bang Ricardo San Martinez ấn định ngày xét xử là ngày 2 tháng 3 năm 2020. Hai công ty đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng được dự kín vào tháng trước, nói rằng họ âm mưu đánh cắp các bí mật thương mại của T-Mobile US Inc. từ năm 2012 đến 2014. Các cáo buộc này tăng thêm áp lực của chính phủ Hoa Kỳ lên Huawei, hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Washington đang cố gắng ngăn các công ty Hoa Kỳ
mua các bộ định tuyến và bộ chuyển mạch Huawei và đang thúc ép các đồng minh làm điều tương tự. T-Mobile cáo buộc Huawei đánh cắp công nghệ có tên là Tapi, bắt chước ngón tay của con người và được sử dụng để thử điện thoại thông minh. Huawei cho biết là hai công ty đã giải quyết tranh chấp vào năm 2017. Trong một diễn biến riêng rẽ, các công tố viên liên bang ở quận Brooklyn của thành phố New York cáo buộc Huawei và các chi nhánh của công ty phạm tội gian lận ngân hàng và gian lận điện tử, nói rằng họ đã vi phạm các chế tài chống lại Iran. Ngày khởi tố vẫn chưa được ấn định trong vụ đó, vốn đã làm tăng thêm căng thẳng của Washington tới Bắc Kinh. Thưa quý vị, Tập đoàn Hoa Kỳ sẽ sản xuất linh kiện máy bay ở Việt Nam. Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump rời tới Hà Nội, thì một tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới của Hoa Kỳ đã quyết định đầu tư 170 triệu USD để xây dựng một nhà máy ở Đà Nẵng. Truyền thông trong nước trích nguồn tin từ văn phòng Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng cho biết hôm 27 tháng 2 rằng công ty Universal Alloy Corporation Asia PLE Limited sẽ sản xuất cấu kiện và bộ phận chi tiết của máy bay tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Cùng ngày 27 tháng 2, hai hãng hàng không của Việt Nam, Vietjet và Bamboo Airways ký kết thỏa thuận mua 110 máy bay Boeing trị giá hơn 15 tỷ đô la trước sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng. Tập đoàn UAC vừa quyết định xây nhà máy ở Đà Nẵng là công ty cung cấp hợp đồng dài hạn cho Boeing và Airbus. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố sẽ trao giấy chứng nhận đầu cho tập đoàn UAC vào ngày 1 tháng 3, thưa quý vị. Có 6.277 khách bộ hành Hoa Kỳ bị xe đụng chết năm 2018. Kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm, 28 tháng 2, nói rằng số khách bộ hành Hoa Kỳ bị thiệt mạng trong các tai nạn liên quan đến xe cộ hồi năm ngoái đã lên đến mức cao nhất từ gần 3 thập niên qua. Hiệp hội The Governor's Highway Safety Association GSSA, một tổ chức bất vụ lợi đại diện các văn phòng đặc trách an toàn giao thông trên toàn quốc, nói rằng các tai nạn xảy ra làm thiệt mạng 6.277 người trong năm 2018, con số cao nhất từ năm 1990 tới nay. Ông Richard Bratting thuộc công ty Sam Schwartz Consulting là tác giả cuộc nghiên cứu này dựa theo các dữ kiện sơ khởi do các văn phòng an toàn giao thông từ 50 tiểu bang và District of Columbia cung cấp. Con số đó được cho thấy số khách bộ hành thiệt mạng tăng 35% trong thời gian 10 năm, từ 2008 cho đến 2017. Trong khi đó, thì số người thiệt mạng trong năm 2018 được ước tính là tăng thêm 250 người so với năm 2017, thưa quý vị. Tổng thống Trump bị tố cáo ra lệnh cấp quyền cho con rể xem tài liệu tối mật. Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái ra lệnh cho các giới chức có trách nhiệm phải cấp quyền tiếp cận tin tức, tài liệu tối mật cho con rể và cũng là phụ tá cao cấp Jared Kushner. Theo bài báo của tờ The New York Times, hôm thứ Năm, 28 tháng 2, ông Kushner được cấp chứng nhận về an ninh cao nhất hồi tháng 5 năm ngoái sau cuộc điều tra kéo dài. The Times trích thuật các nguồn tin riêng nói rằng Tổng thống Trump đòi phải cho ông Kushner quyền này, dù rằng có sự lo ngại của các giới chức an ninh tình báo cũng như của chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, khi đó là ông John Kelly, và luật sư trưởng Tòa Bạch Ốc, lúc đó là ông Don McGahn. Tờ báo nói rằng ông Kelly viết trong một văn kiện nội bộ rằng ông đã được lệnh phải cấp cho ông Kushner mức độ tối mật. Luật sư McGahn viết trong một văn kiện khác nói rằng ông có lời khuyên là không làm điều này, thưa quý vị. Toàn lợi dụng thiếu nữ 12 tuổi quen trên Tinder bị bắt. Cảnh sát Santana bắt một thanh niên 21 tuổi hôm thứ Tư, 27 tháng 2 vì tấn công tình dục một thiếu nữ 12 tuổi anh gặp qua Tinder. Theo đài ABC7, cảnh sát bắt anh Sean Ricker thuộc cư dân Anaheim. Họ cho biết thiếu nữ 12 tuổi này giả là một cô gái 19 tuổi trên mạng, sử dụng app tìm kiếm tình nhân tên là Tinder. Qua app đó, cô gặp anh Ricker. Hạ sĩ Anthony Bettana cho biết là thiếu nữ này cho anh Ricker biết tuổi thật trước khi gặp nhau ngoài đời. Cả hai bên liên lạc nhau qua app Tinder và Snapchat gần 8 tháng, sau đó mới gặp nhau và anh Ricard đã tấn công tình dục nạn nhân ở Santa Ana. Tên họ cô gái vì thành niên được giữ kín. Ông Bettana nói rằng nghi can Ricard biết đây là thiếu nữ 12 tuổi nhưng anh vẫn đi gặp. Sau đó anh hẹn thiếu nữ này ở trường và bạn bè của em thấy có gì đó kỳ lạ. Một nữ sinh khác báo cho cha mẹ của thiếu nữ 12 tuổi này và họ báo cho cảnh sát Santa Ana. Nhân viên công lực giả dạng làm nạn nhân, hẹn gặp nhau và bắt được anh Ricard hôm thứ Tư. Cảnh sát lục thông tin trong điện thoại của anh Ricard và phát hiện ra nhiều hình ảnh, tin nhắn có nội dung người lớn. Họ còn phát hiện ra anh có cách nói bí mật để biết nạn nhân không bị cha mẹ giám sát. Anh ta hỏi nạn nhân hôm nay có bài tập về nhà không
Và thiếu nữ này có câu trả lời để ra hiệu cho anh Rickard: em không bị cha mẹ giám sát. Hạ sĩ Patana cho biết anh Rickard bị truy tố tội tấn công tình dục trẻ em. Vì tội này, cảnh sát Santana khuyến cáo phụ huynh nên theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội mỗi ngày của con mình để biết các em đang tiếp xúc với loại người nào, thưa quý vị. Hải quân Mỹ loan báo chiến đấu cơ F-35 sẵn sàng tác chiến. Hải quân Mỹ hôm thứ Năm 28 tháng 2 cho hay sau hơn 2 thập niên thử nghiệm và phát triển, kiểu chiến đấu cơ F-35 của Hải quân nay chính thức sẵn sàng tác chiến. Loan báo hôm thứ Năm được đưa ra sau khi phi đoàn F-35 đầu tiên của Hải quân hoàn tất việc chứng nhận khả năng hoạt động trên hàng không mẫu hạm USS Convention, theo bản tin CNN. Chiến đấu cơ F-35C nay sẵn sàng hoạt động, sẵn sàng tác chiến và sẵn sàng chiến thắng. Theo lời Phó Đô đốc The Wolf Miller, tư lệnh không lực của Hải quân, chúng ta đang đưa thêm một hệ thống vũ khí mới vào cho vũ khí của các hải đội hàng không mẫu hạm và gia tăng mạnh mẽ khả năng chiến đấu. Là chiến đấu cơ của thế hệ tương lai, chiếc F-35 võ trang hùng hậu và có nhiều khả năng tác chiến cho đủ mọi môi trường. Chiếc F-35C là loại dành cho Hải quân Mỹ, F-35B là của thủy quân lục chiến và F-35A là loại chế tạo cho nhu cầu của không quân, thưa quý vị. Vùng quê Wyoming mở trường học dù chỉ có một học sinh. Một học sinh ở vùng quê tiểu bang Wyoming vừa quyết định mở một trường mẫu giáo cho một em học sinh vì phải mất hơn một giờ đồng hồ lái xe đến trường học gần nhà em nhất. Theo CNN hôm thứ Năm 28 tháng 2, trường học này được mở ở vùng quê phía bắc thành phố Laramie. Một lý do khác nữa là không chỉ đường xá xa xôi mà là vào mùa đông khi tuyết phủ dày. Chuyện chở em đi học xa như thế là không thể làm được. Trường học này Cozy Hollow Elementary School sẽ được chính thức mở cửa vào mùa thu năm nay. Thực ra, trường này được mở cửa cách đây hơn một thập niên, nhưng chỉ có 5 học sinh, nên sau đó bị đóng và nay mới mở lại. Theo ông Edgar S., một giới chức của học khu Albany County School District No. 1, nói với CNN, học khu tại đây sẽ nộp đơn xin Bộ Giáo dục Wyoming để có tiền tái mở cửa trường này. Ông Gers nói, học khu dự trù mỗi năm cần ngân sách 100.000 để mướn một giáo viên, mua sắm học cụ và trả tiền điện nước và chi phí cho các sửa chữa cần thiết, thưa quý vị. Bác sĩ ở Florida thành anh hùng vì cản nghi can nổ súng trong bệnh viện. Một bác sĩ ở Florida đang được nhiều người gọi là anh hùng vì cản được một bệnh nhân nổ súng trong bệnh viện vào tối thứ Tư, 27 tháng 2. Theo ABC News, bệnh nhân nổ súng này là ông Larry Rayburn, 59 tuổi. Ông đến bệnh viện dành cho cựu chiến binh West Palm Beach, Virginia Medical Center ở Rivera Beach để điều trị, nhưng sau đó trở nên nóng nảy với nhân viên y tế và được đưa vào phòng cấp cứu. Chỉ ít lâu sau đó, trước khi vào khám tâm lý lúc 6 giờ 30 phút giờ địa phương, ông rút một khẩu súng lục nhỏ từ xe điện của mình ra và nổ súng. Cảnh sát không cho biết tên của hai bác sĩ gần đó, chỉ ghi tên họ là ông BG và ông IAA. Hai bác sĩ này vừa nghe khoảng 3 phát súng xong thì gặp ông Bon. Lúc đó bệnh nhân này la hét và đòi thuốc lá. Bác sĩ BG lừa ông Bon rằng bằng cách nói là thuốc lá ở sau lưng ông và sau đó nhào và giật súng của ông. Hai bên giằng co với nhau, ông Bon nổ súng thêm 3 phát nữa và một phát sượt qua lỗ tay trái và trúng cổ của bác sĩ BG. Trước đó, bác sĩ này đưa khẩu súng qua cho bà EA. Ông Bon tính giật lại khẩu súng từ tay bà nhưng không thành công. Ông này định tấn công bà EA thì bị một bệnh nhân khác đè vào tường để đợi cảnh sát đến. Ông Justin Flack là nhân viên của FBI cho rằng bác sĩ BG rất dũng cảm. Ông cho hay các cơ quan công lực sẽ không tiết lộ tên của bác sĩ này, nhưng cho rằng hành động của ông hôm đó cứu được rất nhiều người, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.